Tại học bên đây là còn học đúng không hả? Bên nhà thấy có ai đi chơi chưa? Nãy tới cũng không thấy ai, để không không thấy ai. Không có ai luôn à? Hay là đi hết rồi? Nghe nói 9 giờ đi đó, không biết là. Bà mê mê, bà nói là, ví dụ ngang bà nói rồi, cái thằng nhớ dai hết rồi, chú, thằng không nhớ dai. Thằng nít đừng hứa vắng, hứa mà hứa lời thôi, cái con mày phản bội con. Ăn một con.
như họ nghĩ nhiều quá. Nhớ ăn khô gì sợ. Dạ nó khô mà. Có hại đi nằm ngủ không? Thì em đi đây đây. Nhưng mà tuần vừa rồi chứ chị đi cho chị công tác đó kìa. Đây là nặng mấy lần rồi? Nặng lần thứ hai đấy. À mới lần thứ hai thôi. Đi đều đi cho nhanh hết. Thì đợt trước đi kêu ổ đi đi. Đỡ không? Đỡ trước là đỡ không? Đỡ hẳn hết chứ. Vì thứ mà mới nói ổng đi chứ ổng thôi không đỡ là cái thằng này. Không chịu đi đúng không? Mấy đứa nín rứa đó, không chịu đi, đau nè. Đau, đau không không em? Cố gắng nghe, chán nhiều quá. Cố gắng đi con, sáng đi. Mấy tuổi rồi chị? Mặt ổng mụn hết trơn quanh mặt luôn á.